Can we wait? Làm thỉnh thoảng làm tí thử may mắn. Đánh tiền Việt, tính tiền đấy. 23.000 một điểm. Như là đánh 10 điểm. Bao nhiêu anh hiệu nhỉ? 10 điểm. 10 điểm khoảng trăm. 100 là 200 đánh sư lô quay ấy, 1 x 30
nhân 30 lần. Nhưng mà phải bộ số là 4 con. Bộ số 4 con. Nhưng cái đấy là nhằng. Nhân 30 lần lên, bộ số lên. Ừ. 230.000. Ừ. 100 điểm là 2 triệu 3. Đúng rồi. 5 triệu đúng không? Ừ. Nhiều điểm nữa đâu em. Cà rốt. Cà rốt. Cà rốt. Cà rốt. Cà rốt. Cà rốt. Nại sinh hợp đồng ạ. Nhanh đi Thank you.